chặt à, thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch Covid và công văn của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Huế. Ngày hôm nay thì sẽ hướng dẫn các em tập trên online. Về chương trình của bài thể dục lập bài, người thực hiện là thầy Phạm Văn Thắng, thầy Văn Việt Ngọc Duy Hiền và cô Lê Thị Kim Mai. Thực hiện tiết 43, 44, nội dung là bài thể dục bật nhảy và chạy bền. Về tiến trình bài dạy thì bắt đầu chúng ta phần 1, đó là phần khởi động. Khởi động chung thì chúng ta khởi động các khớp trên cơ thể gồm có cổ, huyệt tay, hông, gối, cổ chân và tay. Các động tác thể dục: tay cao, tay ngực, cập thân, bằng mình, ép ngang, ép dọc. Và mỗi nội dung này chúng ta thực hiện 2 lần 8 nhịp. Về khởi động chung thì sau khi thực hiện xong thì chúng ta chuyển qua khởi động chuyên môn. Khởi động chuyên môn thì chúng ta gồm có các động tác như sau: người chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. Nếu ở nhà chúng ta có sân bài thì chúng ta sẽ di chuyển từ 15 đến 20 mét. Nhưng nếu không thì chúng ta sẽ chạy tại chỗ. Và mỗi lần chạy thì chúng ta cố gắng lúc đầu chạy chậm và sau đó chạy nhanh dần lên. Sau khi thực hiện phần khởi động xong thì chúng ta tiếp tục chuyển qua phần 2, đó là phần cơ bản. Thứ nhất là chúng ta thực hiện bài thể dục. Chúng ta ôn lại 4 động tác bài học. Thứ nhất là động tác vươn thở. Thì các em nhìn lên màn hình thì chúng ta thấy hình ảnh minh họa. Và mỗi động tác ôn lại chúng ta thực hiện từ 4 nhân 8 lần. Động tác thứ hai là động tác tay. Thì các em nhìn lên màn hình thì chúng ta thấy hình ảnh minh họa và cũng thực hiện 4 nhân 8 lần. Động tác chân cũng tương tự như vậy, chúng ta thực hiện từ 4 đến 8 lần. Động tác đường thì chúng ta cũng thực hiện từ 4 đến 8 lần. Sau khi thực hiện các cái động tác ôn lại thì chúng ta sẽ học động tác mới, đó là động tác lưng bụng. Nhịp 1 thì chúng ta sẽ thực hiện như sau: chân trái bước sang ngang, đồng thời hai tay giơ lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 2 gập thân, hai bàn tay chạm hai bàn chân, mắt nhìn theo tay. Nhịp 3 nâng thân, hai tay dang ngang, lòng bàn tay hướng trước. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 giống 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. Và chúng ta thực hiện 4 lần tạp nhịp. Động tác tiếp theo là động tác phối hợp. Động tác phối hợp thì thực hiện như sau: nhịp 1, chân trái bước lên trước chết 45 độ, tương tự như tư thế ép dọc. Tay trái đưa ra trước lên cao, tay phải đưa ra sau, tạo thế tay trước tay sau thăng bằng chất. Nhịp 2, đưa chân trái về với chân phải, đồng thời gập bụng, hai bàn tay chạm hai bàn chân. Nhịp 3, đứng thẳng người lên, đồng thời xoay sang trái 90 độ, hai tay dang ngang. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 đổi bên. Và động tác này chúng ta cũng sẽ thực hiện 4 lần 8 nhịp. Động tác tiếp theo là bật nhảy. Ôm nào một bước dầm nhảy đá lăn. Và các em nhìn lên màn hình thì đây là hình ảnh minh họa. Và động tác này thì chúng ta thực hiện từ 3 đến 4 lần. Động tác tiếp theo
là bậc ngày đại đa ba bước chấm ngày vào hồ cát. Nếu chúng ta không có hồ cát, chúng ta không có niềm nhảy, thì chúng ta có thể thực hiện trên cái địa tự nhiên. Và tiếp theo là chúng ta thực hiện chạy bền. Và biên tập chạy bền á, thì chúng ta thực hiện trên địa tự nhiên. Nam là chạy 800m và nữ là chạy 600m. Nhưng nếu chúng ta không có ở sân bãi và chúng ta không thể chạy trên địa tự nhiên, thì các em có thể là chạy tại chỗ. Và khi chạy tại chỗ thì chúng ta sẽ thực hiện từ 2 đến 3 phút trong một lần chạy. Và chú ý là chúng ta phải hít thở đều trong khi chúng ta chạy tại chỗ. Riêng về mà khi mà chúng ta chạy trên địa hình tự nhiên thì yêu cầu các em phải chạy hết cự ly và biết phối hợp nhịp thở trong khi chạy và biết phân phối sức trên toàn bộ cự ly chạy. Phần kết thúc trong cái buổi học ngày hôm nay là chúng ta phải thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh, hít thở sâu và thả lỏng tay chân, đặt cái đùi đi lại nhẹ nhàng. Và các em phải cố gắng thực hiện đúng theo cái tiến trình của bài học. Và chúc các em thực hiện tốt cái buổi dạy và học ngày hôm nay.